một, xuất phát. Rất tuyệt vời. Bốn vận động viên này tranh tài với nhau rất quyết liệt ở lượt đua thứ hai này. Và lúc này xe đường đua thứ hai vận vận tăng tốc rất cao. Lúc này vận vận chạy cả 25-30 cây số trên giờ, rất tuyệt vời. Và nhanh chóng sang đường đua thứ ba là đường đua rất đi ngã tiến tới nhịp cầu tre. Và nhịp cầu tre lúc này trời mưa trời chậm rất khó đi, nhưng ba vận động viên này qua một cách khéo léo và tuyệt vời và dùng hết khả năng của mình bay lên độ cao khoảng 1m2 tiền đề. Lúc này bốn vận động viên này bởi áp tiền đường chơi xuống đường ngầm số 1, tất cả sẽ nhắc nhau trên đời dưới đó chơi xuống đường ngầm số 2 và nhanh chóng lời trên hồ nước cạn, lao mình xuống hồ nước sâu lời nước tạo sống. Rồi vị trí thứ nhất, vận vận. Vận động viên rồi vị trí thứ hai, Đen Tuyền. Vị trí thứ ba, Sư My. Và vị trí thứ tư, Nino. Bốn vận động viên này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở lượt đua thứ hai, cũng là kết thúc vòng trường đua. Một lần nữa thay mặt trung tâm bảo tồn và trường đua địa hình cho xe Phú Quốc cho chạy Thanh Nga, xin cảm ơn quý khách và quý công ty du lịch đã đến ủng hộ trung tâm của chúng tôi. Và kính chúc quý khách có một chuyến đi du lịch ở Phú Quốc gặp nhiều điều vui tươi và thoải mái trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và thành đạt. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Họ tháo ra, họ gỡ ra cái nền đất này. Ở bên Hàn Quốc nó làm cái chuồng đẹp ơi là đẹp.